ngày hôm nay thực sự thì tôi lại hài lòng với các cầu thủ, bởi vì cái nhìn cái sự nỗ lực của họ, họ đã làm được hết cái hơn 100% khả năng của mình. Tôi muốn nói đây là khả năng của mỗi cầu thủ, và điều đó là tôi cảm thấy hài lòng với cái tinh thần, với cái thế trận mà chúng tôi trình diện nhân dân. Sẽ còn chuyện cái câu chuyện là thắng thua thì nó đôi khi nó còn cả cái sự may mắn cũng là cái sự chính xác của chúng tôi nữa. Thế còn với màn thể hiện của Hoàng Đức thì sao thưa ông? Hoàng Đức hôm nay chơi cũng tốt hơn trận trước, cũng tham gia vào nhiều các tình huống tấn công, nhiều các đường truyền và thậm chí tạo cả các cái cơ hội. Cái cơ hội mà chúng tôi có ghi bàn đấy là một cái không được tính, cái bàn đấy rất nỗ lực của Đức. Để gây áp lực cứ đánh đầu thì bóng lật ra cho Bruno, và đó là những cái mà thể hiện của Đức thì tôi tin Đức sẽ trở lại trong tương lai, trong những trận đấu tiếp theo. Các anh chị khác, đã 5 trận không thắng rồi, ông động viên các cầu thủ thế nào? Tôi động viên cầu thủ là các cầu thủ đã chơi tốt hơn, là các cầu thủ chạy khắp sân, gây áp lực, giành bóng, và họ đã tạo ra các cơ hội. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Đó, những cái việc họ làm thì đấy là chính là cái điều họ đang mong muốn cải thiện bản thân, cải thiện cái thành tích của đội bóng. Cái điều đó là một tín hiệu tốt. Thế còn chuyện 5 trận không thắng, đó là một cái áp lực mà đối với các cầu thủ đang bị đè nặng khi mà chúng tôi thi đấu, vì có những trận tốt nhưng mà lại chưa có được cái chiến thắng. Ông nghĩ gì về việc lực lượng của Viettel vẫn là những con người đó, những người đã giành top 3 ở mùa trước, tuy nhiên mùa này thì lại thi đấu dưới sức như thế? Tôi nghĩ là cái thành tích của đội bóng nó phản ánh cái việc mà các cầu thủ mà đang chịu những cái áp lực đấy, và đặc biệt là không đạt được phong độ được, thì các bạn biết khi tâm lý tinh thần nó không tốt thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà các cầu thủ cái phong độ nó đi xuống. Đấy là một cái việc này, công việc của huấn luyện chúng tôi cũng như ban lãnh đạo đang phối hợp cùng với ban huấn luyện, chúng tôi giải quyết các vấn đề, từng vấn đề nhỏ nhất để cho các cầu thủ có được tâm lý tốt. Mà tâm lý tốt thì chúng tôi cần những cái bàn thắng, chúng tôi cần chiến thắng để các cầu thủ có sự tự tin nhất định quay trở lại. Nhưng mà với tôi không nghĩ là về vấn đề lối chơi, tôi nghĩ là với cái việc mà áp lực nặng nề đối với cầu thủ nó nhiều hơn. Thế còn lại là bởi vì chúng tôi tạo ra nhiều các trận đấu nào chúng tôi cũng tạo ra nhiều bàn thắng, và những trận đấu tập huấn thi đấu chúng tôi các bạn ấy chơi cũng rất là tốt. Nhưng mà khi vào thi đấu, vào đến giải chính thức thì chúng tôi lại chơi không có được bàn thắng, nhưng thế trận thì chúng tôi không thua vậy thì chúng tôi bàn thắng. Thì đấy là chúng tôi cũng nghĩ rằng đó không phải là vấn đề trình độ cầu thủ, mà các cầu thủ với chúng tôi là bây giờ cần những trận thắng, cần với các cầu thủ cái tự tin quay trở lại để họ chơi bóng. Đấu tuần trước với Khánh Hòa, trận này thì Thể Công có thể hiện một nét tích cực, đặc biệt là đưa được bóng xuống nách của đội bạn rất là nhiều trường hợp, nhưng mà cái khả năng mà khi tạt vào để dứt điểm ấy, thì chưa hiện thực bằng bàn thắng, thì anh sẽ có những cái chiến lược gì để cải thiện vấn đề này? Thì có rất là nhiều cơ hội xuống biên nhưng mà không thể nào tận dụng được. Tôi nghĩ là vấn đề phong độ của các cầu thủ ngoại. Như tôi đã chia sẻ ở trận đấu trước với họ mới có 5-6 ngày trước cái trận đấu ngày 17, tức là 18 ngày, họ chỉ có 5 buổi tập. Đấy là 5 buổi chính thức họ quay trở lại. Và quãng thời gian nghỉ chấn thương mất gần 2 tháng rưỡi. Do đó cái phong độ của họ không hề cao. Đấy, và các bạn có thấy chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ quay trở lại sau chấn thương như Hoàng Đức, rồi như là Gia, rồi Đức Chiến. Đó là những cái mà sau chấn thương các cầu thủ quay trở lại thì có khá nhiều những cầu thủ chấn thương, nên do đó là cái sự đồng bộ nó không có được cái thể lực được đảm bảo tốt nhất của họ. Các cầu thủ đều đang cố gắng quay trở lại với cái phong độ của mình. Và cái chuyện mà các cầu thủ không ghi được bàn không phải là họ không có khả năng, bởi vì các bạn lật lại trong cái mùa giải 2022 và mùa 2023, đội Thể Công Viettel đội ghi bàn từ tình huống tạt biên rất là nhiều. Đó, do đó thì những vấn đề vẫn những con người đó không có thay đổi nhiều, chỉ có các bạn đi khác thôi. Thế nhưng mà các đội tôi cũng có rất nhiều các cái bàn thắng rất đẹp từ những đường đánh đầu, từ những tạt biên, vô lê. Thì tôi đã xem lại tất cả những bàn thắng của đội các cầu thủ ở trong quá khứ, để chúng tôi có những cái nhận định tốt, nhận định đa chiều nhận biết về sâu hơn về các cầu thủ, không chỉ trên sân tập luyện mà những gì họ thể hiện trong phòng thi. Thì các cầu thủ đã thi đấu cũng có tạp rất tốt, nhưng mà rõ ràng là bây giờ thì ở thời điểm mà khi tôi đã chia sẻ cái vấn đề tâm lý nó đã cần phải chúng tôi phải là người thảo luận.